là mình hái được, còn là bông không nghe rồi. Trái hữu quả bữa nay bị rồi, bị túi gì rồi mọi người. Mình hái luôn nha. Trời ơi, toàn là trên trồng trái hữu quả nó dài vậy. Ở trồng ở dưới kia, trái nó quắn quắn không. Này ủ quả hàng nha mọi người. Cái dài của nó dày ha, mà nó xanh đó. Cái nụ bí như này rồi hái xào ăn được, ăn ngon luôn mọi người. Nó dần dần măng ngọt ngay à, con mướp chỏ nhưng mà không thấy trái mướp nha. Đẹp quá. Toàn là lá à. Trời quá. Là mình hái được, toàn là bông không nghe rồi. Bông bí, nụ bí thì bông bông mướp rồi à, được nghe trái đậu bắp nữa nè à, bông bí gì đâu mà kiến nghe, kiến nó thích gì đâu luôn. Cái này xào ăn là ngon mà giòn lắm luôn á. Giờ bán chỗ này 2k là mua cây cà rê ăn lại người ơi. Chị em nào thích ăn okay, alo mình nha, 2k nha mọi người. Đổi cây cà game ăn coi. Nực quá trời.